Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Ngày 15 tháng 9, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa thành công thêm một đường dây mua bán dâm liên quan đến hoa hậu Hoa Khôi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với giá lên đến 10.000 đô la Mỹ. Từ kết quả điều tra ban đầu đã khám phá chuyên án môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không do Võ Thị Mỹ Hạnh, ngụ quận Gò Vấp cầm đầu. Phòng pc không ai, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện các đối tượng cầm đầu tổ chức môi giới mại dâm cho hoa hậu thế giới người Việt và hoa khôi du lịch Việt Nam trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam quốc tế. Vào cuộc điều tra, các trinh sát đã bắt giữ Nguyễn Thành Liêm, sinh năm 1989 quê Cà Mau và Hà Thụy Vân Anh, sinh năm 2000, ngụ tại quận Tân Phú là hai đối tượng cùng tham gia cầm đầu đường dây này. Theo điều tra, giá bán dâm lên đến 200 triệu đồng một lượt đáp ứng các nhu cầu của khách mua dâm như đi tour, đi nhanh, qua đêm. Nhóm này hoạt động kín kẽ để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng. Từ lời khai của Liêm và Vân Anh, Cảnh sát kiểm tra tòa nhà Wawas Residence Sài Gòn, phường Tân Phong, quận 7 và khách sạn La Gallery, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong số này có TTH, 36 tuổi, Hoa hậu Thế giới người Việt, đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 200 triệu đồng và NNTT, 27 tuổi, Hoa Khôi Du lịch Việt Nam đang thực hiện hành vi bán dâm với giá 45 triệu đồng. Hai cô gái còn lại bán dâm với giá 5 triệu đồng. Để thu hút gái bán dâm tham gia vào đường dây mại dâm do mình quản lý, Tuấn xây dựng hình ảnh sang chảnh, thường xuyên đăng tải hình ảnh mua sắm hàng hiệu, đắt tiền để lôi kéo tiếp cận các người đẹp mua bán hàng, chú ý các cô gái trẻ đẹp có danh tiếng, danh hiệu nhằm lôi kéo vào đường dây mua bán dâm. Liêm và Vân Anh khai nhận liên hệ với nhiều cô gái bán dâm, trong đó có người mẫu hoa khôi, hoa hậu trong các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam, sau đó gửi hình ảnh gái bán dâm và thông tin về các cuộc thi sắc đẹp, bài báo có sự góp mặt của các hoa khôi người mẫu, hoa hậu cho khách mua dâm nhằm tăng sự thu hút và nâng giá. Với nhiều hoa hậu á khôi, hot girl người mẫu, hot tiktoker, tham gia bán dâm, giá mua dâm từ 45 triệu đến hơn 200 triệu, tương đương từ 2.000 đô la Mỹ đến 10.000 đô la Mỹ. Liêm và Vân Anh thu tiền trực tiếp của khách mua dâm. Mỗi lần môi giới thành công, Liêm và Vân Anh được hưởng 1.000 đô la Mỹ đến 2.000 đô la Mỹ trên một lần gái bán dâm là các hoa khôi, hoa hậu người mẫu. Mở rộng đấu tranh, phòng PC02 chủ trì phối hợp Công an Hà Nội, Công an Hưng Yên, chia nhiều mũi truy xét và đã bắt giữ Đỗ Tiến Hải tại Hà Nội, Bùi Minh Tuấn tại Hưng Yên. Đây là hai người trực tiếp tham gia môi giới mại dâm cao cấp trong đường dây trên. Phòng cảnh sát hình sự trực tiếp mở rộng chuyên án và kêu gọi những ai là đồng phạm giúp sức cho Võ Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thành Liêm, Hà Thụy Vân Anh, Đỗ Tiến Hải, Bùi Minh Tuấn đến trụ sở phòng PC02, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, đầu thú để được sự khoan hồng của pháp luật. Những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.